Vâng, sau đây em lên sóng cho các bác hai con one time, một con đồng xu rất là độc và đẹp và một con phong tan nguyên mọc hết nha bác. Bên em về hàng nguyên mọc và hàng tuyến lửa kỹ lưỡng, và video này sẽ lên hai con one time thị sĩ và những con rado thị sĩ. Trước tiên em lên các bác một con đồng xu cơ cổ one time tuyệt đẹp luôn nha các bác, tuyệt đẹp luôn. Con này bọc vàng hồng nguyên con, giá con này là 7 triệu. Đây là những con đồng xu, con size 35 nha. Thị sĩ one time, thị sĩ Swiss Match. Đẹp nhã nhựa luôn các bác. Bọc vàng hồng nguyên con nha. Đây là bản vàng hồng các bác. Bác là thích sự mỏng manh thì chơi con này, và nó đẹp quá, những dòng one time đồng xu. Như con này là quá đẹp này. 7 triệu nha các bác. Cơ cốt cổ á, nó mới mỏng được. Tất cả sản phẩm bên em đã được leo dầu căn chỉnh hết rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và bên em bảo hành bảo trì sản phẩm lên tới là 3 năm. Và các bác có được nâng cấp và hỗ trợ thu đổi nâng cấp sản phẩm, hỗ trợ lên tới thu đổi sản phẩm 70%. Nên các bác mình chơi mình trải nghiệm là vô tư. Đối với con này thì em đang giao là 7 triệu nha. Chuyển khoản đủ thì em bớt 200, còn cọc tiền thì cọc khoảng 10-15% trở lên nha. Con này em đang giao là 7 triệu. Hàng đẹp nguyên mộc, one time đồng xu. Những con này lên tay đẹp lắm, các bác tay tầm 14 cho đến 17 đeo những con này này. Rồi tiếp theo là em sẽ lên tiếp con one time phong tăng. Con này cũng vậy nhưng size lớn hơn này, size là size 36 năm luôn nha. Con này được cái là nó bọc vàng 14 và niền, nó niền vàng đúc nha các bác, niền vàng đúc. Cái automatic, cái automatic mạch trắng tia. Con này 7 triệu 500, đẹp nguyên mộc nha, không cần spa luôn các bác, nó đẹp một cách nguyên mộc luôn nha. Đây là con phong tanh one time thị sĩ một lịch, size 36 năm, giá là 7 triệu 500. Các bác te từ là 14 cho đến 17, 18 đeo những con này rất đẹp. Sưu tầm chơi những con one time cơ cổ nòi của thị sĩ này không, riêng hết nha, riêng một cách nguyên mộc luôn nha, không chưa xa ba lần nào luôn nha. Thằng đấu về trực tiếp luôn, 7 triệu 500. Nó là cơ automatic. Rồi con này 7 triệu rưỡi nha. Rồi tiếp tục em lên những con rado. Hiện tại là bên em còn là 4 con rado, 6 con, một con mèo nót này các bác, giá rất tốt nha. Con này đẹp lắm, cả dây dinh luôn, giá cực kỳ yêu luôn. Bác nó chốt nhanh tay 5 triệu 3 nha. Độ mới rất là cao. Con này size 36 rado golden hound, mạch bắt quái automatic, mèo nót đẹp cứng luôn nha. Nấm này, dây hạt gạo zin nữa, còn nguyên dây chưa tháo mắc nào luôn, chưa tháo lần nào luôn các bác. Này con này chưa tháo lần nào luôn này, hay là chưa tháo cái dây ra lần nào luôn. Con này 5 triệu 300, độ mới rất là cao, zin hết từ A tới Z nha. Cái bộ dây này cũng đẹp, hai cái ngựa này. Về các bác mà thích dây da thì mình có thể mua một bộ dây da mình gắn vào, dây da nó tầm 225 rưỡi thôi, còn dây này mình cắt đi. Con này là 5 triệu 3 nha, 5 triệu 3 thị sĩ, giá rất tốt. Con này giá tốt, con này còn hộp này các bác, một con bọc vàng, con bọc vàng của rado của đơn hàng cũng size 36. Con này còn cả hộp, đó là sưu tầm thì alo 9 triệu 500, 30 chân kính, mạch bắt quái, độ mới rất là cao nha. Hàng đẹp, tuyển chọn đang lên bả trầu tuyệt vời luôn này. Những con lên bả trầu chắc đé rất đẹp luôn. Con này 9 triệu rưỡi, ra đồ golden hound, mạch bắt quái size 36, độ đẹp rất là cao, còn cả hộp xốp nha, còn cả hộp sưu tập. Các bác cùng ngắm độ đẹp con này, rất là nót nha, còn là bén cạnh đấy, đang lên bả trầu các bác, đặc trưng của những con bọc vàng. Triệu 500. Toàn hàng sưu tầm cho các bác này. Có những có một con giá rất tốt, tốt hơn con này một tí này. Hay còn cái hộp này, hộp này theo thời gian. Đây con này 7 triệu rồi này các bác. Con này 7 triệu rồi, 7 triệu này. Con này size 35 nha, 30 ri. Giá là 7 triệu. Bọc vàng. Độ mới
8 với 10 so với con kia. Nói chung là tầm 7 triệu cũng có những con các bác có thể chơi được nguyên mọc. Con này 7 triệu nha các bác. Size 35. Rado Golden Hound mạch bắt quái 30 ri. Con này giá 7 triệu. Rồi tiếp theo sẽ lên những con này còn cả da thép này. Vâng, tiếp theo là đây là con Rado Golden Hound. Bọc vàng, dây dây zinc. Và gạo các bác, con này giá 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi bao gồm phí ship. Con này mã là 001. Swiss Match 001. Con này 7 triệu 500, size 35. Nguyên dây zinc nha. Nguyên bộ dây này các bác mua cũng phải 1,5 triệu rồi nha. Độ mới rất cao này. 7 triệu 500. Bác nào thích một con bọc vàng của Rado mà nguyên dây hạt gạo thì lấy con này. Giá 7 triệu 500 nha. Độ mới rất cao đấy. Hãy nhìn bộ dây này các bác. Hiện tại con này em chỉ có một con thôi nha. Không có một con dây thép vàng và một con dây thép trắng. Hai con nốt. Con này 5 triệu 3. Size 36, con này size 35. Con này 7 triệu rưỡi. Bọc vàng nó sẽ đắt hơn nha các bác. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho các bác một siêu phẩm này. Đây, Rado mạch cười các bác. Hai lịch, dòng mạch cười cao cấp size 36, 30 ri. Con này cực lướt luôn nha. Rado mạch cười 11 triệu 500. Độ mới bén cạnh luôn. Thiếu mỗi cái hộp xốp thôi. Rado hai lịch mạch cười 30 chân kính kim cọc lớn size 36. Như hàng trưng bày quá. Bén cạnh luôn. 11 triệu 500. Đây là những con hai lịch mạch cười nha. Con lịch cười là lịch hướng lọc size 36. Bén cạnh. Con này 11 triệu rưỡi. Tiếp tục em lên cho các bác một dòng Rado thụy sĩ mà nó size lớn, size 37 nha. Con này Rado Golden Hound Rocket 30 chân kính. Giá con này là 10 triệu 500. Bén cạnh, độ mới cao. Những con size 7 rất hiếm nha. Bác nào đang cần tìm những con Rado thụy sĩ mà hàng nòi mà size lớn thì chốt nghe nha. Độ mới cao, size 37. Golden Hound 30 chân kính. 10 triệu 500. Bén cạnh nha. 10 triệu 500. Rồi lên một con 37 nữa nhưng mà giá tốt hơn này các bác. Con này mặt tròn. Chân càng ngắn, con này giá 9 triệu 500. Rado Shomic. Kim cọc cài đá đen, automatic hết nha các bác. Dòng Rado là auto hết. Con này 9 triệu rưỡi, size 37. 37 thì các bác tay từ 18, 19, 20 đều đeo được hết nha. Đeo hợp hết. Còn size 36 trở lại thì tay từ 18 trở lại. Hai con này size 37. Một con 10 triệu rưỡi, con này 10 triệu rưỡi, con này 9 triệu rưỡi nha. Con này Rado Comic, còn Rado là Rado Rocket. Càng con này nó sẽ ngắn hơn. Rất là thích cơ những phong cổ ở chơi con này. Phong này đời cao hơn một tí. Hai con là 10 triệu rưỡi và 9 triệu rưỡi nha. Toàn là đồ đẹp cao không các bác. Lên sóng những con này để các bác mình chơi. Còn chơi tầm ít thì mình chơi con này 5 triệu 3. Mèo nó thì nó sẽ rẻ hơn nha. Còn những con bọc vàng nó đắt hơn. Bọc vàng thì có con này size 35, 7 triệu rưỡi, nguyên dây zinc.